Sau khi thất bại trong trận thách đấu trước Sergei Kovalev hồi tháng 8 năm 2019, Anthony Yates đã tìm lại hương vị chiến thắng vào tháng 2 năm 2020 khi hạ knock out kỹ thuật đối thủ Diego Ramirez. Trong khi Dex Berman thì không may mắn nhận thất bại trong trận đầu tiên của năm 2020 trước đối thủ Lyndon Arthur. Khi các sự kiện quyền Anh chính thức được tổ chức trở lại sau đại dịch Covid-19, thì Anthony Yates và Dex Berman cũng được sắp xếp so găng với nhau tại cho đài York Hall ở London. Võ sĩ 29 tuổi Anthony Yates thể hiện khả năng chuyên môn tốt hơn hẳn đối thủ đồng hương Dex Berman bằng những pha tung đòn chất lượng, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 3, đòn của Anthony Yates đã làm cho Dex Berman bị chảy máu mũi. Đồng thời, gương mặt của Dex Berman cũng từ từ sưng lên sau những cú ra đòn chính xác của Anthony Yates. Dex Berman xuống sức thấy rõ sau khi dính nhiều đòn đánh của đối phương, và cuối cùng đòn quyết định bằng tay phải của Anthony Yates đã buộc trọng tài Michael Alexander ra quyết định kết thúc trận đấu trước dự kiến để bảo vệ sức khỏe cho Dex Berman. Tự tin sau trận thắng knock out kỹ thuật Dex Berman ở hiệp đấu thứ 6, Anthony Yates chia sẻ rằng chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn. Như mọi người biết, tôi đã có 12 trận đấu nghiệp dư. Đây là trận đấu chuyên nghiệp thứ 21 của tôi, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi đã hạ gục nhiều đối thủ, và thực tế không phải tôi không muốn kéo dài trận đấu với Dex Berman, mà vì cơ hội đã đến nên tôi phải quyết định nhanh chóng. Dự kiến Anthony Yates sẽ đối đầu với nhà vô địch khối thịnh vượng chung Lyndon Arthur trong đêm mà Daniel Dubois so găng với Joe Joyce, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Mark Hebron và Denzel Bentley thượng đài so găng trong trận đấu dự kiến kéo dài 10 hiệp để khép lại sự kiện quyền Anh trong đêm 12 tháng 9 ở York Hall, phía đông London. Mark Hebron có sự khởi đầu thuận lợi, nhưng võ sĩ 28 tuổi này lại dính đòn và ngã đài ở hiệp đấu thứ hai bởi đòn tay trái của Denzel Bentley. Tuy nhiên, Mark Hebron nhanh chóng ra hiệu cho trọng tài biết anh không bị ảnh hưởng gì từ đòn tay trái của đối thủ, đồng thời tiếp tục duy trì khả năng di chuyển linh hoạt và tung đòn với tốc độ khá cao, trong khi Bentley chọn thời điểm để tấn công và luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi áp sát. Việc lựa chọn chiến thuật phòng thủ phản công của Bentley đã được Hebron khai thác ở hiệp đấu thứ 9 bằng cú móc trái chất lượng. Đáp lại, Bentley đã chơi tốt ở hiệp đấu cuối cùng với hàng loạt pha tung đòn giúp anh cân bằng điểm kỹ thuật với đối thủ. Cả ba vị giám khảo Bob Williams, Steve Gray và Michael Alexander đều nhận định trận đấu cân bằng khi cùng đưa ra số điểm 95 dành cho hai võ sĩ. Với những gì đã diễn ra trong đêm 12 tháng 9 tại cho đài York Hall ở phía đông London, nhiều khả năng một trận tái đấu sẽ được thiết lập cho Mark Hebron và Bentley trong thời gian tới.